Chào bên em, anh kênh Abo Sabi. Đến hàng lần giới thiệu với anh em một cái tác phẩm trắc dây. Cây này nó cao 1m50 nha quý anh em. Chiều tàn bay của nó là 1m rồi đó. Khe lớn nha quý anh em. Phần hoàn gốc ở dưới đây anh em mình đo cho đây không nè, là 60 nha quý anh em. Còn chỗ đây là khoảng 80. Cây này là tới 4 người bê cái chậu nó, ráng bê thôi, chứ còn nếu bê không nổi là ráng bê là quý anh em, bê nó nhấc nhấc bê thôi, chứ còn nếu bê đi là phải 6 người nha quý anh em. Cây khá lớn quý anh em. Đó, hôm nay thì nó đẹp lắm quý anh em, nó đâm lọc đẹp. Dòng chất dây gỗ quý nhóm 1 anh em ha. Có cả chậu luôn ha. Nếu mà tính cả chậu luôn từ đây kêu lên đấy là gần 1m8 quý anh em. Cái chậu này là chậu 80. 80 và chiều cao của chậu là khoảng 43 cm. Thì trồng chất dây bonsai già quý anh em, lũa của nó là ôm hòa hiện với lại cái phần thân gốc của nó đó. Rất là duyên rồi. Anh em có nhu cầu nhảy sở hữu tác phẩm alo và số điện thoại Zalo 093 241 1987 anh em ha. Đọc số điện thoại Zalo là 093 241 1987. Mấy cái tác phẩm này thì nếu anh em ở trên đoạn quốc lộ 1A, có nghĩa là quốc lộ 1E thì khoảng từ Bắc vô Nam, anh em nhận hàng được từ quốc lộ 1E từ Bắc vô Nam thì nhận mình có xe, người ta sẽ giao hàng trên quốc lộ cho quý anh em ha. Nghĩa là mình gửi trong container quý anh em, trong container, và nhiệt độ làm mát của container là khoảng 15 độ. Có nghĩa là 15 độ mát chứ không, quý này, chứ không phải là 15 độ âm nha. Đó, nên là cây nó rất là mát và tươi tỉnh ha anh em ha. Đối với những cây lớn thì mình có quyền xe để hỗ trợ anh em là giao nhận trên tuyến quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam. Thì anh em nhu cầu nhảy sở hữu tác phẩm alo qua số điện thoại Zalo 0932411987. Cây này thì bưu điện người ta không nhận chuyển, bởi vì thứ nhất là nó quá to lớn đây quý anh em. Vô khung không có được nha quý anh em ha. Không có được, nên là khó khăn trong việc là dịch chuyển. Còn nếu anh em nằm ở quốc lộ thì chỉ cần là alo thôi là mình có thể là giao lưu cái này được ha anh em ha. Đã. Rồi, thì quý anh em mình nhu cầu nhờ ý sở tác phẩm alo, số điện thoại Zalo 0932411987 quý anh em. Anh em thấy cái đường này là đường lũa, đường này là đường lũa nó đó quý anh em ha. Mà cái da của nó ôm tròn cái đường lũa luôn. Và cái này là tỷ lệ sống là 50-50. Thấy chưa? Nó ôm hòa hiện vào nhau nha. Đó. Có nhiều anh em thì nó sống, anh em cứ đục ra thì nó chết. Còn cái này là bản thân của rừng nó vậy rồi, thì bây giờ da của nó ôm vào lũa chứ nó không còn bị hư nữa. Còn nếu mà anh em mà bình thường cái mạch sống của nó là cái da đang xanh á, anh em mình dùng cái đồ bưới móc nó ra thì nó sẽ một thời gian sau nó sẽ bị chết vô nhau mới quên. Lưu ý ha. Và mặt sau cũng rất là duyên luôn. Nó ôm vào nhau hết anh em ha. Hòa hiện vào nhau hết ha. Và tay cành tốt cốt bằng cổ tay hết, thân là những cái nhánh nó lớn bằng ngón chân hết quý anh em. Rồi có những cái nhánh rất là cơ bắp luôn của thiên nhiên nó ban tặng quý anh em cho con người mình, những cái tác phẩm rất là đẹp. Về thì mình chơi mình cắt giặt không quý anh em. Mấy cọng thép mình đang giữ là mình kéo cái cành này xuống, sợ nó cái cành nó lúc nào nó cũng hướng nắng thì xu hướng của cành sẽ đi lên thì nó không có đẹp. Thì đó, tác phẩm chắc dây bonsai anh em nhu cầu và nhảy sở hữu tác phẩm alo qua số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.